Kính chào khán giả và các bạn đang theo dõi bản tin bóng đá Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam để theo dõi và ủng hộ cho ekip chúng tôi. Và sau đây là những thông tin cực nóng có trong bản tin ngày hôm nay. Tin nóng: Quang Hải Power FC, huấn luyện viên Power FC chốt danh sách, Quang Hải nhận mệnh lệnh đấu Le Havre. Huấn luyện viên Didier Thollot: Quang Hải làm đúng ý tôi và cậu ấy sẽ đá chính. Trong buổi họp báo trước trận đấu Le Havre với Power FC, huấn luyện viên Thollot nói: Quang Hải đang chơi tốt, đặc biệt là cách kiểm soát bóng, cách di chuyển cũng đang tốt dần lên. Cậu ấy đang làm đúng ý tôi và sẽ có suất đá chính. Hải còn được dự đoán thi đấu ở hàng tiền vệ với Kwasi, Belsnat và Boli. Trong khi đó, hàng công của Power FC trận đấu tới có thể sẽ là Gomez, Sivetre và Chocho. Tờ Sudoist của Pháp mới đây đã trích dẫn phát biểu của huấn luyện viên Thollot và dự đoán Quang Hải sẽ đá chính. Liệu tôi đã tìm được đội hình ưng ý chưa? Đầu tiên, tôi phải dựa vào kết quả để chọn lựa. Về đội hình, tôi có nhiều sự lựa chọn. Một vài cầu thủ đã ghi điểm, còn những gương mặt khác đã nâng cao trình độ. Huấn luyện viên Thollot phát biểu: Quang Hải, cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam, chắc chắn là một trong số những người khiến huấn luyện viên Thollot hài lòng. Ở trận gặp Dijon, Quang Hải thi đấu tốt hơn và tác động vào lối chơi của đội bóng với những pha di chuyển của mình. Tờ Sudoist viết: Có thể thấy truyền thông Pháp đánh giá Quang Hải rất cao. Cũng phải nói rằng, Pháp FC không có nhiều cầu thủ chất lượng để cạnh tranh vị trí với Quang Hải. Họ đã chia tay những cầu thủ tấn công hay nhất của mình trong mùa hè năm nay. Do vậy, Quang Hải tràn đầy cơ hội ra sân thường xuyên cho Pau FC. Quang Hải sẽ làm nên chuyện trước đội bóng cũ của Pogba. Quang Hải thi đấu 60 phút ở trận hòa không đều giữa Pau FC và Dijon ở vòng trước. Cựu cầu thủ của Hà Nội FC chơi trận ra mắt League One tại vòng 1 khi Pau FC thua 0-4 trước Fulham. Trong trận đấu đó, Quang Hải vào sân từ ghế dự bị và thi đấu 30 phút. Dù nỗ lực thi đấu nhưng Quang Hải chưa ghi được bàn thắng nào ở hai lần ra sân gần nhất. Pau FC cũng khô hạn bàn thắng sau 180 phút ở League 2 mùa này. Các tờ báo ở Pháp đều có chung nhận định rằng hàng công của Pau FC với phần đông là những tân binh chưa có sự kết dính. Huấn luyện viên Thollot chỉ ra điểm hạn chế của Quang Hải ở trận gặp Dijon: Quang Hải hơi vội vàng. Điều đó lặp lại 2 hay 3 lần. Đáng ra cậu ấy có thể phát huy điểm mạnh là cầm bóng lao vào làm rối loạn hàng thủ Dijon. Việc Quang Hải còn vội vàng là có thể hiểu được khi anh đang trong quá trình hòa nhập với môi trường bóng đá mới. Không chỉ Quang Hải mà những tân binh khác của Pau FC cần có thời gian để phát huy khả năng. Đối thủ của Quang Hải và Pau FC ở trận đấu sắp tới là Le Havre, đội bóng cũ của nhiều ngôi sao như Paul Pogba, Riyad Mahrez, Dimitri Payet, Lassana Diarra hay là Steve Mandanda. Le Havre cán đích ở vị trí thứ 8 League 2 mùa trước. Ở 3 lần gần nhất hai đội gặp nhau, Pau FC thắng tới 2 trận trước Le Havre. Do vậy có thể nói rằng Le Havre là đối thủ vừa tầm với Pau FC. Tuy nhiên đội bóng của huấn luyện viên Thollot cần phải cải thiện sức tấn công để đánh bại đối thủ. Nếu Quang Hải có thể khắc phục hạn chế của mình ở trận đấu tới, anh có thể sẽ giúp Pau FC giải cơn khát bàn thắng và biết đâu giúp đội bóng này có được chiến thắng đầu tiên tại League 2 mùa này. Nếu viễn cảnh đó xảy ra, đấy sẽ là cột mốc lịch sử tiếp theo của Quang Hải trên đất Pháp. Truyền thông Pháp dự đoán tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ tiếp tục có mặt trong đội hình xuất phát của Pau ở vòng 3 League 2. Quang Hải, ngôi sao bóng đá Việt Nam, sẽ tiếp tục có suất đá chính. Anh ấy sẽ có lần thứ hai liên tiếp ra sân từ đầu trận trong màu áo của Pau. Tờ Sudoist nhận xét trước trận đấu giữa Pau và Le Havre ở vòng 3 League 2 vào lúc 0 giờ sáng 14 tháng 8. Cuối tuần trước, Quang Hải được xếp đá chính ở trận hòa không đều của Pau trước Dijon tại vòng 2 League 2. Tuyển thủ Việt Nam thi đấu không ấn tượng và bị chính tờ Sudoist chấm 4 điểm. Trong 68 phút góp mặt trên sân, Quang Hải chỉ chạm bóng vỏn vẹn 22 lần. Trung bình mất hơn 3 phút, tiền vệ này mới được chạm bóng. Trong 22 lần chạm bóng, Quang Hải chỉ tung ra 13 đường truyền, chỉ 6 trong số này đi trúng đích. Tỷ lệ truyền chính xác của Hải chỉ là 46%. Ở trận đầu tiên, con số là 100%. Trong bài phát biểu trước trận đấu với Le Havre, huấn luyện viên Didier Thollot của Pau không nhắc đến Quang Hải. Thay vào đó, chiến lược gia này đặt niềm tin vào hàng tấn công. Tôi tin những tiền đạo sẽ sớm khai hỏa cho đội. Một kết quả tích cực chắc chắn sẽ giúp ích cho Pau, giúp các cầu thủ thêm tự tin. Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo Pau vào guồng với một kết quả khả quan trước Le Havre, huấn luyện viên này cho biết. Le Havre được đánh giá là đối thủ vừa sức với Pau khi cùng thua, hòa và chưa ghi bàn nào sau hai trận đầu mùa. Trong khi đó, tờ La République des Pyrénées, team Pau hoàn toàn có thể nghĩ đến chiến thắng trước Le Havre. Tương tự, Pau, Le Havre cũng có biến động nhân sự trước khi mùa giải 2022-2023 khởi tranh. Đội chia tay huấn luyện viên Paul Le Guen và đón về tân thuyền trưởng Luca Esner, người Slovenia. Le Havre là đội bóng có thâm niên ở Pháp
khi thành lập vào năm 1872. Câu lạc bộ từng có công phát hiện và đào tạo những cầu thủ tên tuổi như Paul Pogba, Dimitri Payet, Lassana Diarra hay là Stevie Mandanda. Trên bảng xếp hạng Ligue 2, Pau xếp thứ 18 với 1 điểm sau 2 trận, trong khi đó Le Havre đứng thứ 15. Sau 2 vòng đấu, cả Pau FC và Le Havre đều mới chỉ giành được 1 điểm. Mùa trước, thầy trò huấn luyện viên Didier Tholot xếp hạng 10 với 49 điểm, trong khi đối thủ của Pau FC đứng thứ 8 với 1 điểm nhiều hơn. Bởi vậy, cuộc đấu giữa hai đội vào rạng sáng mai, ngày 14 tháng 8 được dự đoán sẽ diễn ra cân bằng. Khi được hỏi về đội hình xuất phát ở trận gặp Le Havre, huấn luyện viên Didier Tholot cho biết: "Tôi muốn cho các cầu thủ thời gian để làm quen với giải đấu, với các trận đấu và những gì mà chúng tôi muốn hướng đến. Thời điểm này liệu đã phải lúc đưa ra được ngay một đội hình cố định. Điều tôi muốn hướng đến trước tiên là kết quả, rồi sau đó mới suy xét. Về cơ bản, tôi có một số lựa chọn cho mình. Một số cầu thủ đã ghi điểm và những người khác cũng đang dần nâng cao trình độ của họ." Bình luận về phát biểu trên, tờ Sudoist Pháp liền nhắc tới Quang Hải và đánh giá đây là một trong những nhân tố đang chiếm được lòng tin nơi huấn luyện viên Didier Tholot. Quang Hải, ngôi sao của bóng đá Việt Nam chắc chắn là một trong số đó. Cậu ấy đã ra sân trong cả hai trận đấu vừa qua. Tuần trước, Quang Hải đã cho thấy sự tự tin khi cùng Pau FC đối đầu Dijon. Có sự tiến bộ cả về khối lượng thi đấu lẫn khả năng di chuyển của cậu ấy. Cũng bởi thế, cây bút Remy Lassat của tờ Sudoist nhận định Quang Hải sẽ có cơ hội để tiếp tục đá chính. Ngoài ra, tờ báo Pháp cũng tiết lộ Pau FC sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo Mons Basumina và tiền vệ phòng ngự Sessi Di Almeida ở trận đấu tới vì chấn thương. Về phía huấn luyện viên Didier Tholot, ông khẳng định không quá lo lắng khi hàng công Pau FC chưa thể ghi bàn sau hai trận đã đấu. Vị chiến lược gia này nhấn mạnh: "Còn nhiều đội khác cũng chưa ghi bàn, tôi không quá lo ngại. Chúng tôi biết rằng khoảng trống là rất ít và Pau FC phải nỗ lực để tạo ra cơ hội. Mục tiêu chính của chúng tôi ở trận đấu tới là cải thiện thành tích trên sân khách. Ở sân nhà, Pau FC chơi mạnh mẽ và có thể giành chiến thắng. Bởi thế, đội bóng cũng phải tìm được giải pháp để có kết quả tốt khi làm khách. Chúng tôi phải học cách hạn chế bàn thua, bởi một trận hòa cũng có thể mang lại sự khích lệ và thăng tiến trên bảng xếp hạng cho đội bóng." Được huấn luyện viên Didier Tholot chỉ dẫn, Quang Hải sẽ giúp Pau FC có chiến thắng đầu tay. Quang Hải khởi đầu mùa giải rất thuận lợi trong màu áo của Pau FC. Tiền vệ sinh năm 1997 ra mắt Ligue 2 ở vòng đầu tiên và đến vòng đấu thứ hai, anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử đá chính ở giải chuyên nghiệp Pháp. Số 19 nhiều khả năng giữ được suất đá chính khi Pau FC thi đấu trận thứ 3 trong mùa giải Ligue 2 2022-2023. Huấn luyện viên Didier Tholot có thể kéo Eddie Svetre xuống thấp để thay cho Sessi Di Almeida chấn thương, dành vị trí tiền vệ công cho Quang Hải. Tuyển thủ Việt Nam cũng có được sử dụng ở cánh phải nếu Charles Boli ra sang trái thay cho Mons Basumina vắng mặt. Đó là hai vị trí mà huấn luyện viên Tholot tính toán sử dụng Quang Hải trong giai đoạn tập huấn trước mùa giải cũng như ở hai vòng đầu tiên. Nhìn chung, cơ hội vẫn rộng mở cho Quang Hải ở Pau FC. Huấn luyện viên Didier Tholot cho thấy rõ ràng ông có kế hoạch sử dụng anh với những kỳ vọng về mặt chuyên môn. Dù vậy, Quang Hải vẫn chưa tạo ra nhiều dấu ấn. Điều này không khó hiểu bởi tuyển thủ Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn bắt nhịp với môi trường thi đấu mới. Có thể thấy rõ nỗ lực thích nghi của Quang Hải qua việc anh cố gắng thực hiện những pha xử lý bóng nhanh. Tuy nhiên, đó cũng là một điểm trừ của tiền vệ số 19 trong hai trận vừa qua. Anh hơi vội vàng khi có bóng trong chân và ham thực hiện những tình huống đập nhả với đồng đội. Sau một vài trận đấu làm quen, có lẽ Quang Hải nên mạnh dạn hơn trong việc giữ bóng. Sự tự tin và táo bạo là điều mà huấn luyện viên Didier Tholot đòi hỏi nhiều hơn ở các cầu thủ Pau FC sau hai trận đấu đầu tiên. Đối thủ tiếp theo của Pau FC là Le Havre, một đội bóng từng chơi ở Ligue 1 nhưng chỉ ở tầm trung bình của Ligue 2 trong những năm gần đây. Mùa giải trước, Le Havre xếp hạng thứ 8, trên Pau FC 2 bậc nhưng khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm. Giống như Pau FC, Le Havre chỉ giành được 1 điểm và không ghi được bàn thắng nào sau hai vòng đầu tiên của Ligue 2 mùa này. Đội chủ sân Austin cũng vừa thay huấn luyện viên trưởng Paul Le Guen và cần thời gian xây dựng lại đội hình và lối chơi. Sân nhà có thể là lợi thế cho Le Havre ở trận đấu này. Trong 4 lần đối đầu giữa Le Havre và Pau FC, đội chủ nhà luôn giành chiến thắng.